Đây các bạn biết củ dông không? Nó đào lấy củ dông. Đã đầy á. Đó, khoai dông nè mọi người. Đây là bãi rau lang bữa trồng nè. Đấy, giờ nhổ mấy cây khoai dông này. Ồ, đứt gốc rồi. Cái này có cái bẫy lại cho phải đi được kìa. Đó. Khoai dông nè mọi người. Khoai dông này à, nếu mà về làm thành bột là gọi là bột dông. Luộc nha. Bán chỉ 20-30 ngàn, 20-25 ngàn, 30 ngàn. Bữa 30 ngàn, 20 ngàn. Có trùn nữa mọi người. Thu dông như lưới câu vậy.
mẹ nó mới chết, mẹ nó ra cùng rồi đó. Đấy, dòng rồi mọi người. Đấy, đây là cái bãi lan nè, bữa trồng mà hôm mưa á mọi người, giờ lên xanh mướt rồi à. Cắt bán ngọn mấy lần rồi. Mâm rồi nó khác rồi, làm cái hái rồi, dạ, mâm luộc ăn nó ngọt. Bởi già quá thì cứng đặt, thứ hai là ăn ngọt lắm bột, còn bởi là ăn ngon hơn, ăn ngon hơn, ngọt khoai. Đây, đây là cơn dong mà mình mới hái củ nè, rất là nhiều luôn. Dòng nè. Đây bãi rau lan nè, mới làm bữa này. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này cho các hội nhóm. Hẹn gặp các bạn video mới nhất trên kênh. Xin mến chào tất cả các bạn.